Phần tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm sách như thế nào ở trong bên design. Thì thực ra thì cái document chúng ta cũng có thể sử dụng nó để mà chúng ta làm một quyển sách được. Thế nhưng mà ở trong InDesign thì nó lại cung cấp cho chúng ta một cái cách thức gọi là làm book riêng. Đấy, và chúng ta cùng nhau xem, tìm hiểu xem là cái thứ mà người ta cung cấp thì nó khác như thế nào. Ở đây các bạn nhìn thấy nào, vào menu này, file này, new này, chúng ta có cái chọn là document và book. Đấy, thì cái book này với cái document này nó khác nhau cái gì? Thì thực ra thì book này nó là một cái dạng tổng hợp của nhiều document thành một cái book, thế thôi. Có nghĩa là tôi mà muốn làm một cái gì đó thì tôi sẽ làm từ document một cái quyển sách, ví dụ có 10 chương, tôi sẽ làm 10 document khác nhau, sau đó tôi sẽ tổng hợp nó lại thành một book. Và cách làm như thế này thì nó hay thế nào, nó dở thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem nhé. Trước hết là tôi tìm một cái tài liệu nào đó mà nó có phân chia ra nhiều trang một tí. Lại chèn theo kiểu như vậy. Vậy bây giờ chúng ta là chèn nội dung, chèn tài liệu vào theo cái kiểu này nhá. File này, place này. Bây giờ tôi sẽ lấy cái tài liệu từ cái bài cũ đi. Mà làm theo đúng kiểu, đúng không? Nhập tài liệu này, sau đó thì chúng ta sẽ giữ shift này, chúng ta đổ một hơi cho nó hết sạch sẽ tất cả các tài liệu này. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ có một cái tài liệu đại loại này như thế này. Đến đây thì tôi sẽ làm tiếp một số thứ như thế này. Lưu lại này. Mà nếu có thì chúng ta cũng sẽ format, chúng ta sẽ điều chỉnh, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ nó theo một cái chuẩn. Tôi cũng giải thích thêm một tí như thế này. Tại sao lại nên làm theo kiểu book? Tại sao lại nên chia nhỏ vấn đề ra? Thì ví dụ như là công việc ở một nhà xuất bản với công việc ở một tòa báo hoặc một cái một cái đơn vị thì nó sẽ có những cái tính chất khác nhau. Đó, một tòa soạn, một cái tòa báo hay một cái nhà xuất bản khác nhau. Đối với một cái tạp chí, đối với một tòa báo thì nó cũng có thể là có một vài ấn phẩm hoặc có một ấn phẩm duy nhất. Tuy nhiên là cái phạm vi mà làm việc của nó thì nó tương đối hẹp. Đấy, nếu mà so sánh với một nhà xuất bản, một nhà xuất bản người ta có thể là in ra, người ta có thể xuất bản bất cứ một cái ấn phẩm nào trong cái phạm vi cho phép. Do đó thì cái số lượng đầu công việc và cái số lượng mà các cái ấn phẩm và design phải dàn trang, phải layout nó rất là lớn. Thế cho nên là cách làm việc của một cái nhà xuất bản nó cũng rất khác so với lại một cái tờ báo. Một tờ báo giỏi lắm thì anh có thể là làm một tờ báo hoặc một vài tờ phụ chương. Đó, báo ngày thì nó có vất của báo ngày, tức là nó phải liên tục ra đúng kỳ đúng hạn. Báo tuần thì có thể nó thư hơn một tí, báo nửa tháng hay báo một tháng thì nó còn thư hơn nữa. Và cái số lượng đầu báo, số lượng đầu việc nó làm thì rất là ít. Tuy nhiên là một nhà xuất bản có thể trong một
cùng một ngày đấy họ được giao làm vài đầu sách khác nhau, làm vài tài liệu khác nhau là cái chuyện rất là bình thường. Và do đó thì cái người mà design ấy, nó sẽ không làm việc giống như là cái ông họa sĩ design ở báo hoặc là tạp chí đâu. Ở báo hoặc tạp chí về mặt nguyên tắc hầu như là báo ngày thì có thể người ta sẽ có một đội ngũ vài người hỗ trợ để coi như cùng nhau làm. Đấy, ví dụ như là ở báo Nhân Dân chẳng hạn thì tôi thấy có đến hai kíp làm việc khác nhau đấy, để luân phiên. Và trong một kíp như thế thì có thể là họ có vài người cùng nhau làm, mỗi người thì làm theo cái quy chuẩn chung và làm một vài trang khác nhau để họ kịp được cái tiến độ đấy. Và sau khi làm xong bắt đầu ghép vào và sẽ có một người duyệt tập để mà hoàn thiện những cái đấy. Đấy là báo ngày thì nó chịu áp lực rất là lớn về mặt thời gian. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì các bạn cũng thấy rằng là ở đây là nhiều người cùng nhảy vào làm một đầu công việc đấy. Nhưng mà ngược lại thì ở một cái nhà xuất bản ấy thì do rất nhiều đầu công việc thì lúc đấy có thể là một người lại làm nhiều đầu công việc khác nhau, và họ sẽ không không lôi một cái ông họa sĩ xịn, một cái ông mà tay nghề cao để đi làm từ đầu đến cuối một cái quyển đấy. Sách thì nó có cái đặc điểm rất khác so với làm báo và tạp chí là sao? Báo hoặc tạp chí thì cái ông mà làm đó thì phải làm từ đầu đến cuối. Vì sao? Cái tư duy đó ông phải làm trên từng cái trang một, từng cái bài một. Tại vì bài ngắn, bài dài, nội dung khác nhau, ảnh khác nhau, bố cục khác nhau, chia bao nhiêu cột, chia bao nhiêu hàng, làm tít to hay nhỏ, tất cả mọi thứ đó nó đều phải có cân nhắc từng bài, từng bài, từng trang một. Đấy. Nhưng mà sách thì không thế. Sách thì nó đơn giản hơn. Có nghĩa là có 100 trang hay 1.000 trang đi nữa thì cái format chuẩn của nó sau khi mà chúng ta đã lên được ví dụ chừa lề bao nhiêu này, phông chữ to nhỏ như thế nào này, rồi thì các một vài cái format khác, nếu mà đã làm xong gần như là các cái chương còn lại, các trang còn lại nó chỉ là vấn đề là đổ nội dung vào cho đủ và sắp xếp theo đúng cái quy trình thôi, chứ nó không cần phải sáng tạo ở trong từng trang giống như là cái tạp chí hoặc là báo. Vậy thì cái ông mà thiết kế thì ông ấy sẽ không ngồi làm từ đầu đến cuối một quyển đâu, mà ông sẽ chỉ làm theo kiểu là gì đấy, tôi nhận việc này, tôi demo một chương của cái quyển đó để mọi người biết được là cái quy trình làm nó như thế nào, rồi thì cái format phông như thế nào, rồi các tiêu đề, rồi các cái thứ khác, chừa lề, luật các thứ nó như thế nào. Demo xong một chương đó thì họ sẽ gửi cái chương đó về cho bộ phận khác, những người khác sẽ làm theo đấy. Và những người đó thì không cần phải có một cái kiến thức dày hoặc là phong phú như như anh ta, mà những người đó chỉ cần là làm nhanh, làm chuẩn theo quy trình đã có. Ví dụ chuẩn là chuẩn như thế nào? Ví dụ như là trang chủ là họ sẽ lấy theo mẫu của cái người là mẫu kia, đúng không? Paragraph style họ sẽ lấy theo đó, tất cả những cái gì mà theo quy chuẩn màu sắc, phông chữ và quy cách trình bày, họ sẽ lấy theo cái bài mẫu đó và họ sẽ xử lý. Có khác chăng thì ví dụ như là có những cái phần ở trong cái trang chủ ấy nó có thêm một vài cái, tôi lấy ví dụ đây, chúng ta làm thử một cái như này. Ví dụ như này, bây giờ tôi sẽ làm ở cái trang chủ chẳng hạn, tôi làm một quyển sách nó sẽ có nhiều chương, do đó thì tôi sẽ phải format một vài thứ, chẳng hạn như là đây sẽ là chương 1. Tên nhà xuất bản hoặc là tên tên sách hoặc là tên tác giả. Thế thì có vài cái như thế thì chúng ta sẽ phải làm mẫu một lần, sau đó thì đến cái chương tiếp theo thì những người mà cái này tên tác giả chẳng hạn. Rồi số trang.
tiếp. Nhấn an, giữ shift kéo sang. Đó. Sau đó control shift R để sóng hàng sang phải. Rồi một vài cái ví dụ như là vạch phân cách trên dưới. Cái này cũng tương tự như thế. Nhấn Alt kéo tiếp lên đi. Ví dụ như này. Đây, bây giờ tôi đã có xong được cái mẫu ở trong trang chủ đó. Sau đó thì tôi mới bắt đầu quay trở về trang con, bắt đầu lại file place, bắt đầu đưa nội dung vào, giữ shift đổ mạch hết tất cả nội dung. Ok, đến đây tôi xong được cái nội dung đấy. Rồi ví dụ như là format thêm một số cái, ví dụ đây là chương 1 này. Format để làm cái paragraph style. Ví dụ size bây giờ tôi cho nó là độ khoảng 18 đi, 4 đi. Ok. Thế thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái gì đây nhỉ? Làm thêm một cái paragraph style. Tạo mới này. Ví dụ đặt tên chương. Ok, xong. Bây giờ tôi lưu cái này lại, file save. Và chúng ta sẽ đặt tên chương 1. Nếu mà rõ ràng hơn nữa là thêm tên chương vào đi. Ok, đến đây xong. Tôi tiếp tục là công việc này có phải là tôi làm tiếp cái trang tiếp theo không? Chương tiếp theo không? Không phải. Tôi đơn giản là tôi gửi trả về cho ban biên tập, rồi thì các cái bộ phận đấy nó sẽ gửi cái này sang cho những người làm tiếp theo. Đấy, ví dụ một quyển sách có 10 chương, 20 chương, 50 chương thì họ sẽ chia, tính toán họ sẽ chia cho một hai người làm. Và bây giờ tôi sẽ làm tiếp, ví dụ new. Đó. Ví dụ này, người thứ hai làm thì họ sẽ làm như sau: nhận file mẫu của tôi, đúng không? Sau đó thì họ sẽ mở tài liệu ra. Lúc này thì họ sẽ làm theo bằng cách là gì đây? Mở cái page này ra, trong đó họ sẽ sổ danh sách, họ chọn gì đây ạ? Master page, load master page. Lúc đó họ sẽ hỏi chúng ta là gì đây ạ? Lấy cái tài liệu này là tài liệu ở đâu? Đúng không? Đây, lấy chương 1 làm mẫu. Open. Bây giờ họ hỏi là gì đây ạ? Replace master page. Ok. Vậy thì nó sẽ nhại lại luôn cái nội dung gì đây ạ? Trang mẫu của tôi. Tiếp tục. Tôi sẽ làm tiếp file. Lúc này thì họ sẽ phải hiệu chỉnh lại. Ví dụ đây là chương 2 thì việc của họ sẽ là hiệu chỉnh cái gì đây? Đây là chương 2, đúng không? Làm quen các khái niệm. Ví dụ thế, họ phải thứ nhất là học theo cái style của tôi đã làm mẫu, sau đó thì ứng với mỗi tên chương các thứ họ sẽ hiệu chỉnh ở trong master. Sau đó thì bắt đầu là họ sẽ làm sao? Nhập nội dung vào. Bây giờ nhập nội dung này, lại file này, place này, họ lại nhập cái nội dung nó vào. Đây là chương 2.
sau khi nhập xong nội dung chương 2 thì bây giờ họ lại phải format cái chương đó như thế nào. Đó, đây ví dụ chương 2. Thì bây giờ họ lại tiếp tục mở cái paragraph style ra. Đó, lúc này lại sổ danh sách lại chọn cái lệnh gì đây ạ? Load paragraph style. Load ở đâu ra? Lại load mẫu từ chương 1. Open. Và lúc này thì mình cần cái nào thì mình sẽ lấy đúng cái đó. Tôi cần cái chương thôi. Ok, vậy là lúc này sẽ có thêm cái chương. Và tôi chỉ cần đặt trỏ chuột vào cái tiêu đề chương 2. Ví dụ đây, ghi rõ luôn là chương 2. Sau đó đặt trỏ chuột này, format lại này. Đấy, thì cứ chương nào thì sẽ lấy cái mẫu của cái bài mẫu đầu tiên đấy. Đấy, bây giờ lưu, tiếp tục, file, lưu, save. Lúc này chúng ta lại lưu gọi là chương 2. Đấy, thế bây giờ tôi nhận được 5 chương để làm, tôi cứ làm dần dần thế. Ông B kia sẽ nhận 10 chương tiếp theo. Đấy, nhưng mà luôn luôn sẽ được gửi cho một cái file mẫu là cái chương đầu tiên ấy. Đấy. Những người mà trình thấp hơn hoặc là không tự hoặc là không phải là quán xuyến được hết tất cả thì họ chỉ cần làm theo quy trình thôi. Vậy như thế thì một ngày một ông thiết kế chuẩn ấy, thì có thể là thiết kế cho vài quyển sách khác nhau. Bao giờ cũng chỉ làm gì đấy ạ? Chỉ làm chương 1, chương mẫu thôi. Thế còn sau đó thì đưa cho những người khác thực hiện. Thế thì họ mới có thể làm nhanh được. Đấy. Những người theo kia là chỉ cần thừa hành và hoàn thiện. Đấy. Thế hoàn thiện rồi thì sau đó thì làm cái gì nữa? Tại sao lại phải chia ra? Chia ra thì nó có cái lợi ích như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cũng lại phải xem thêm. Một quyển sách khi mà ra ấy, thì không phải cứ dàn xong là xong. Chúng ta lại còn phải in bông ra này. Chúng ta phải đọc cái bản in đó để soát xem nó có lỗi chính tả hay không này. Có cần phải sửa câu chữ ở đâu không này. Có phải cắt bớt ở đâu, có phải thêm thiết cái gì không này. Đấy là việc của bên đội ngũ biên tập viên. Tại sao lại không duyệt ở trên cái bông gốc? Tại vì bông gốc nhiều khi nó rất là khó. Chữ viết tay thường là các bản thảo viết tay tẩy xóa nhiều, gạch xóa nhiều trong đó rất khó, rất dễ nhầm lẫn. Đấy, thế và họ dàn ra như thế này, sau đó in bông ra cái bản đã dàn thì nó vừa sạch sẽ mà nó vừa sát với thực tế nhất rồi. Sau đó thì những người làm biên tập, người ta mới đọc cái bản bông đó, soát hết tất cả lỗi, có cái gì thì họ sẽ gạch, xóa, đánh dấu bút đỏ ABC đấy vào đấy và họ chuyển lại cho bên bộ phận mà dàn trang. Lúc đó bộ phận dàn trang chiếu theo những cái lỗi mà đã được đánh dấu, đã được kiểm soát, sửa lại. Sửa xong thì sẽ phải gạch xóa vào trong cái bản thảo đấy để đánh dấu là mình đã sửa những chỗ này rồi. Chỗ nào chưa sửa thì sẽ đánh dấu, sẽ khoanh bằng bút khác nhau để mà chúng ta sẽ biết được là cái nào đã được khắc phục. Sau đó thì mới chuyển hết về để cho một đồng chí sẽ làm cái nhiệm vụ là ghép tất cả những cái đó lại. Thế thì cái việc mà duyệt bông ấy, duyệt lỗi chính tả, sửa sang các thứ, các bạn cứ hình dung là nếu như một người mà làm cái việc này thì mất tương đối nhiều thì giờ, tại vì đọc hàng trăm trang tài liệu như thế để tìm lỗi, một người duyệt rất mệt. Đấy. Nhưng bây giờ tôi xé việc ra vài người cùng làm thì mỗi người cái lượng đọc nó ít đi đấy, và khi mà cái khối lượng công việc nó không lớn quá thì cái khả năng bỏ sót hay là nhầm lẫn nó sẽ ít đi. Đấy, nhiều người thì nó sẽ ít nhầm lẫn hơn là một người. Đấy, có lỗi người này mệt mỏi rồi thì có thể không tìm được, nhưng bây giờ do cái khối lượng công việc nó giảm bớt đi thì nó sẽ làm cho cái việc kiểm soát nó tốt hơn. Thế lại còn thêm một cái vấn đề nữa là nó đặt ra về cái tính an toàn. Mặc dù các bạn biết là cái ngay từ những phiên bản đầu tiên
Thì InDesign nó cũng đã nói rằng là tài liệu này tôi có thể hỗ trợ cho các anh làm tạo ra một cái chương trình InDesign có thể hỗ trợ các anh làm ra một cái tài liệu với cái số lượng trang là 9.999 trang, một con số cực kỳ khổng lồ đấy. Chắc là chẳng có cái tài liệu nào mà nó nhiều trang đến mức độ như thế. Nhưng mà nếu mà hỗ trợ làm nhiều được là một chuyện, còn có nên làm nhiều trang như thế trong một tài liệu hay không thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác nhé. Làm quá nhiều trang trên một tài liệu, tức là bỏ tất cả trứng vào trong một giỏ, nó là một cái sự cực kỳ nguy hiểm luôn. Vì sao? Vì một khi nó xảy ra lỗi, có những lỗi thì có thể khắc phục được, có lỗi không khắc phục được, có những lỗi mà lỗi file một cái không làm cách nào để mở cái file đó ra được nữa, thì nó sẽ dẫn tới vấn đề gì? Bản thân tôi cũng đã từng gặp trường hợp đó rồi. Tất nhiên không phải làm trên InDesign mà làm trên phiên bản tiền thân của nó là chương trình PageMaker. Đấy, một quyển tạp chí độ khoảng mấy chục trang, tôi làm được độ khoảng 2/3, hơn 2/3 rồi. Đấy. Nhưng mà sau đấy thì mất điện rồi lỗi máy các thứ. File thì không mất đi, nhưng sau đấy thì mở ra thì bị báo lỗi, không thể mở ra được cái file ra được nữa. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách là 2 ngày không về nhà luôn, ăn ngủ ngay tại tòa soạn và khôi phục hơn 2/3 những cái trang đã làm đấy, cộng thêm là non 1/3 chưa giảm là nốt. Tất nhiên là giảm lại thì nó sẽ nhanh hơn, tại vì nó không mất công gọi là suy tính bố cục là cái gì đặt đâu to nhỏ như thế nào, hoặc là chọn ảnh, chọn những thứ, hoặc chọn phông. Tất cả mọi thứ mình đã làm xong thì nó cũng đã có trong đầu rồi, nó có hình dung trong đầu rồi, làm lại thì nó cũng tương đối nhanh. Nhưng mà ngược lại thì nó rất là ức chế, rất mệt mỏi và ức chế. Tại vì là làm sách thì còn đỡ nhé, báo thì nó có, hoặc là tạp chí nó có một cái áp lực kinh khủng là nó phải ra đúng ngày đúng giờ để nhà in người ta có thể in được đúng ngày đúng giờ, và họ lại chuyển giao cho tàu xe máy bay để chuyển tiếp sang các vùng khác đấy, ra đại lý làm sao cho nó đúng ngày đúng giờ để họ mà vận chuyển đi. Sách thì chậm một tí thì cũng không chưa chết ai, nhưng riêng báo hoặc tạp chí đúng ngày ra mà không ra được thì coi như có đi đấy. Cho nên là làm việc mà tất cả bỏ trong một giỏ nó có cái độ nguy hiểm tương đối cao đấy, lỗi một phát là thôi đứt. Thế thì cái việc mà chúng ta chia nhỏ cái gói công việc ra thì thứ nhất là mỗi người làm ít thì nó giảm thiểu cái khối lượng công việc đi và nó không dẫn tới quá tải, không ai quá mệt mỏi cả đấy. Thứ hai là kể cả người làm lẫn người đọc, người duyệt các thứ, người sửa lỗi nó cũng giảm bớt đi đấy. Nhưng cái điều quan trọng nhất trong các thứ quan trọng là gì? Nếu có ai bị lỗi, ai bị hỏng file thì chỉ bị hỏng của người đấy thôi, chứ không phải tất tần tật các ông đều hỏng một lúc cả. Và cái việc mà khắc phục hoặc là chia nhau ra nếu mà có gấp đi nữa, thì ví dụ là ông mà nhận 10 trường chẳng hạn, kể cả bây giờ máy ông hỏng, ok, ông đi làm việc khác đi, đưa 10 trường của ông đấy cho 10 người khác, mỗi người làm một trường thì sẽ lại rất nhanh, cuối cùng chỉ gửi về. Bây giờ tôi sẽ làm cái việc là ghép đó. Ví dụ đây, bây giờ các bạn sẽ xem là chúng ta ghép như thế nào nhé. Từ ví dụ tôi vừa làm mẫu là chỉ có 2 chương thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà cứ cho là 200 chương đi và mỗi người làm một ít như thế đi. Thì bây giờ cách làm là như thế nào? Cái người mà nhận trách nhiệm cuối cùng ấy thì họ chỉ làm thế này. Vào file này, đúng không? Hoặc không thì đây, tôi chỉ cần save as đây. Các bạn sẽ thấy là tôi sửa lại thêm cái này một tí. Bây giờ chương 3 này. Ví dụ tôi ghi là chương 3 này. Ok, bây giờ tôi sẽ vẽ nó thành này. Chương 3. Các công cụ. Đó. Bây giờ lại save as này. Lại save as tiếp. Bây giờ chương 4. Like
ví dụ tôi có 4 chương rồi nhá, làm nhanh bằng cách như thế, save as. Thế bây giờ các bạn xem này, bây giờ sau khi mà mọi người làm xong rồi mới giao vào cho một ông, và ông này làm có trách nhiệm là tổng hợp tất cả những cái file của những người được giao về một mối và ghép nó lại thành một cuốn sách. Thì đây cách làm, họ sẽ vào file này và lúc này new, thay vì chọn document thì họ sẽ chọn book. Ok, chọn book, và bây giờ mình sẽ xem là book này được làm như thế nào nhá. Bây giờ đặt tên, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng gì đó, InDesign chẳng hạn. Ok, xong, save. Vậy bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta chẳng có cái gì cả. Nó mở ra cho chúng ta đúng một cái cửa sổ nhỏ nhỏ này, có cái tên đúng như là cái tên sách mà chúng ta vừa mới làm. Thế thì bây giờ làm gì nữa? Chúng ta sẽ sử dụng những cái file document mà ông A, ông B, ông C làm. Và bây giờ việc của cái ông này là gì đây? Ghép tất cả chúng nó lại thành một quyển sách. Đây, cách thức làm vô cùng đơn giản. Các bạn nhìn cái dấu cộng ở đây nhé, bấm vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm tới nơi mà lưu những cái tài liệu mà người khác đã gửi về cho mình. Bây giờ trong mẫu này chúng ta đang có 4 chương thôi, nhưng trong thực tế có thể nó là 40 chương cơ. Thì chúng ta cứ chọn thế này, đúng không? Chọn hết và sau đó thì chúng ta đưa vào. Tôi lấy một cái ví dụ như này, tôi có 4 chương, ép vào 4 chương. Đây các bạn quan sát. Đây, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4. Và có một cái điều cực kỳ đặc biệt, các bạn sẽ thấy là gì đây nhỉ? Nó tự động nhận diện được các số trang. Và chúng ta xem thử xem là những cái tài liệu này nó có đúng số trang như thế không nhé. Bình thường ra ấy, cái trang đầu tiên bao giờ của một cái tài liệu document nó sẽ là số 1, đúng không ạ? Tôi làm rời một cái document là chương 1 thì bắt đầu của chương 1 là số 1, và ông B làm chương 2 thì bắt đầu của chương 2 ông ta cũng là số 1, bắt đầu chương 3 một ông khác làm cũng là số 1. Nhưng khi mà chúng ta ghép nó vào thành một quyển sách như thế này thì theo thứ tự chương 1, chương 2, chương 3 đó thì nó lại nhận thức được và nó tự động nó sửa lại hết. Đấy, thằng này là chương 1 kết thúc ở trang số 22, thì khi mà thằng chương 2 này bắt đầu ghép vào thì nó nhận diện là chương 2 bắt đầu từ trang 23, thì nó cũng sẽ sửa lại cái số 1 đó của cái chương gốc đó thành ra là trang 23. Đây, bây giờ chúng ta xem thử nhá, mở này, sau khi làm đến đây bắt đầu bấm chương 2 này, chương 2 làm quen các khái niệm cơ bản đúng chưa. Bây giờ xem có đúng là trang 23 không. Trang 23 bắt đầu nhé. Bây giờ tôi mở chương 3 này. Chương 3 thì bắt đầu bằng trang 45. Chương 3 các công cụ. Đúng trang 45 không? Đấy, chương 4 này, các lệnh cơ bản bắt đầu từ trang 67. Đây, chương 4 các lệnh cơ bản bắt đầu từ trang 67. Như vậy là nó vô cùng tiện. Không phải co kéo, không phải tính toán gì cả. Và thực ra thì bây giờ tôi cũng chẳng cần cái tiện ích gọi là gì nhỉ, làm cái mục lục nữa cơ. Tại vì là khi mà mỗi một chương như thế này mà đã được ghi chú lại rồi ấy, đặt tên chương 1, chương 2 và kể cả tên chương các thứ đầy đủ ở đây, thì tôi nhìn vào đây tôi đã biết quách luôn là cái chương đấy nó nằm từ trang mấy đến trang mấy rồi. Cũng chẳng cần phải nhờ bất cứ một chương trình nào để mà dò tìm cho tôi nữa. Một tài liệu từ đầu đến cuối thì phải dò chương bằng cái lệnh table of content, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì lại không cần nữa. Tôi chỉ cần nhìn cái list này là tôi đã biết, chiếu theo list đấy là tôi làm chuẩn luôn. Đấy, nó sẽ gói ra vừa nhanh vừa an toàn và vừa cái tự động xử lý cho tôi cái số trang. Đấy, lại vừa tiện cho tôi cái đoạn là theo lưu theo tên trang thì tôi có thể nhìn cái tôi làm luôn được cái mục lục đấy. Và bây giờ thì in ra hoặc là làm ấy như nào, in thì cứ nhấn là in thôi, nó cứ chiếu theo cái này mà nó in. Thế còn có một vài cái ví dụ đóng gói, có đóng gói được không? Đóng gói được đấy, sổ danh sách này ra. Và bây giờ các bạn sẽ tìm số lệnh ở trong này. Đấy, đây ví dụ đóng gói tất cả những cái tài liệu này
để in. Thì từng tài liệu một, phông gì, ảnh gì hoặc nội dung gì nếu mà có kèm theo thì nó cũng sẽ tự động nó mò hết và trong đó nó lại đóng gói lại một lần, giống như chúng ta đóng gói một tài liệu lẻ thôi. Nhưng bây giờ nó sẽ mò tất cả những thằng này nó đóng gói lại thành một folder. Đấy. Còn đây, export này, selected document for PDF thì nó có thể là xuất cho chúng ta cả cái tài liệu này, tất cả các chương ra thành một cái quyển PDF. Đấy. Kể cả export book to EPUB, những cái tài liệu mà có thể chạy ở trên mạng hoặc là chạy trên các thiết bị di động. Đó. Sách trên mạng đây, EPUB đây, nó cũng cho phép là chúng ta xuất cái tài liệu này ra làm EPUB. Đấy. Hoặc là đây, các bạn có thấy là nó còn hỗ trợ cả cái khả năng gọi là publish online này. Đấy, thích thì hoàn toàn các bạn có quyền là xuất bản cái tài liệu này lên mạng luôn. Vô cùng nhanh tất cả mọi thứ. Đấy, và nó chỉ khác biệt ở cái chỗ là gì đây? Nhiều người làm, mỗi ông làm vài chương hoặc vài chục chương và cuối cùng có một ông sau khi mà đã kiểm tra các thứ, sửa sang, soát lỗi xong thì cái ông mà làm chương nào thì dựa trên cái bản bông soát lỗi của biên tập viên người ta gửi lại, sửa hết tất cả các lỗi xong là có thể đóng gói lại thành một tài liệu luôn. Và lúc này thì cái độ an toàn tăng lên. Đấy, giỏ trứng nào có bị rơi, có bị vỡ thì tôi bù lại giỏ đấy thôi. Chứ còn thay vì việc tất cả một người mà làm trong một file duy nhất, đấy là cái điều rất là kinh khủng. Một khi mà lỗi hỏng máy, lỗi file còn đỡ. Chứ còn ví dụ như ông nào mà bị máy hỏng ấy, không thể lấy tài liệu đang làm dở ra được thì lúc ấy chết luôn. Thế cho nên là cái việc mà chia sẻ ra nhiều người, đấy là một phần. Thứ hai là lưu ra nhiều chỗ. Yeah. Lưu ở trong máy, lưu ra USB, lưu lên đám mây, vân vân. Nói chung là một tài liệu, những cái tài liệu mà nó đòi hỏi phải liên kết với nhiều người, rồi tài liệu gọi là chốt chất về thời gian ấy. Đấy. Thì các bạn nên cực kỳ cẩn thận ở trong cái vấn đề gọi là lưu trữ. Để phương tiện này hỏng, file chỗ này hỏng, file chỗ kia hỏng thì vẫn có những cái nguồn để mà chúng ta bù lại. Đấy. Chứ còn nếu mà không có một cái mà lỗi nó xảy ra thì vô cùng nguy hiểm luôn. Thì đấy là một vài cái kinh nghiệm mà tôi cũng đã thực sự là tôi trải qua, cũng ngắc ngư với những cái lỗi hỏng hoặc là những cái đấy này rồi. Thì bây giờ tôi cũng nói lại với các bạn để các bạn tránh luôn. Đấy. Ít nhất là một người thì thay vì việc là cũng không nhất thiết là phải xé nhỏ ra, nhưng mà lại bù lại bằng cách là chúng ta phải lưu trữ ra nhiều phương tiện khác nhau, backup ra nhiều phương tiện khác nhau. Mọi chuyện chỉ xong khi nào mà tài liệu nó được in ra thành quyển rồi. Đấy. Thì lúc đấy mới coi như là xong. Còn một khi mà chưa in, chưa chuyển xuống nhà in thì lúc đấy còn vấn đề. Nguồn tài liệu luôn luôn phải backup ra rất nhiều chỗ để đảm bảo hỏng cái nọ, mất cái nọ còn có cái kia. Đấy. Để đảm bảo rằng là nếu có sai hỏng, nếu có sửa chữa thì chúng ta luôn luôn có cái khả năng sửa chữa. Đấy. Máy hỏng chỗ này thì tôi sẽ lấy máy khác. Ổ này hỏng tôi sẽ dùng USB. Đúng không? Ngồi chỗ này không được tôi lên mạng, tôi đào tài liệu thì trên mạng xuống. Đấy, nên dự phòng rất là nhiều các trường hợp khác nhau như thế để đảm bảo có thể ứng phó được với bất cứ một cái trường hợp nào xảy ra.